Ok. Và hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình nhá. Mình là Mr. Việt Vlog đây. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một cái video vlog nữa của mình. Quá tuyệt vời. Yeah. Anh đi đâu? Hả? Sao anh không quay lưng lại em? Quay lưng lại á? Bởi vì mình có một bí mật dành cho các bạn đang xem video vlog của mình. Hey, hãy nhìn đây. Ta-da. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc áo gọi là custom độc quyền có giá là 500 tỷ Việt Nam đồng đến từ Mr. Việt. Áo này nó in toàn mặt mình nha các bạn. Áo này là mình được bạn Trúc bạn tặng cho mình, nên là hôm nay mình quyết định mình sử dụng nó ở trong vlog của mình. Những bạn nào mà muốn gửi quà cho Mr. Việt cùng với cả Hero Team, nhớ gửi đến địa chỉ 39 đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha bạn ơi. Nhớ gửi địa chỉ đây để hôm tới tôi làm video bóc quà cho bạn coi nha. Bởi vì hôm bữa là có mấy bạn kiểu anh đi đâu gửi quà đâu đây, dùng điện thoại quên mà. Tính là làm vlog báo cho địa chỉ gửi quà cũng như là địa chỉ đến shop Hero, thăm Hero Team từ suốt tận bao giờ hôm nay vẫn hỏi. Hôm nay đã có một bạn đến và mình quyết tâm sẽ hoàn thành được ước nguyện của mình, biệt danh của mình mới nổi trong Hero Team. Ông Hoàng quay fan nha mọi người. Đi cái ấy. Ngày hôm nay đã có fan tới. Hôm nay mình sẽ xuống đón bạn ấy để xem hôm nay chúng ta sẽ đón báo thủ nào tiếp theo trong series quay fan của mình nhá. Ok, let's go. Hôm nay thì bạn sẽ gặp được một người rất là đặc biệt. Bạn fan này là bạn ấy là một bạn nữ. Mình được cái là nhiều fan nữ bởi vì mình là nam. Nó chỉ đơn giản là thế thôi bạn. Nhưng mà nếu như bạn nào mà là fan nam mà bạn ấy muốn gọi là gặp mình hoặc muốn thăm mình thì các bạn nhớ nhắn tin liên hệ với mình nhé. Mình sẽ cố gắng đọc tin nhắn của các bạn. Nếu như bạn nào mà muốn qua thăm mình thì các bạn cũng có thể ghé vào shop Hero, địa chỉ 39 đường số 37, khu đô thị Vạn Phúc nha, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức nha mọi người. Nhớ qua đây mua đồ và chơi với cả Hero Team nhé. Đây là một bạn fan khá là đặc biệt bởi vì bạn ấy là một trong những bạn fan mà lớn nhất của mình, lớn tuổi các bạn. Và bạn ấy đến từ một cái vùng đất xa xôi, không phải là đấy là quê hương bạn ấy nhưng mà đó là nơi mà bạn ấy đang làm việc, đấy là ở tiết tận ngoài Côn Đảo, ngoài Côn Đảo lận. Và bây giờ thì mình sẽ đi gặp xem bạn ý nhá. Hôm nay bạn ý đang về thành phố Hồ Chí Minh. Bạn đâu rồi ta? Mở cửa. Bạn này thực ra là mình đã gặp đến 2 lần rồi. Và lần này là lần thứ 2. Nhưng mà mình chỉ tiếc là lần trước khi bạn ý đến thì mình chưa có làm kênh vlog nhiều mà nên thành ra mình cũng không có quay lại cái hành trình ngày hôm đó. Thì hôm nay thì mình sẽ quay lại nha bạn. Nó hy vọng là sẽ gặp được bạn ý trong một trạng thái gọi là VIP pro nhất có thể thôi. Ok, let's go. Đâu rồi? Bạn ý đâu rồi? Hello Bồ Tèo, anh quay vlog nha. Ok em, xin chào, chào gì? Vâng. Anh mời em sang thăm cái shop Hero được chưa anh nói với em. Đây cầm cho. Con gì đây? Con Cinnamon. Em cũng bị nghiền con Cinnamon giống chìm vào Cinnamon. Đây, giới thiệu với mọi người và giới thiệu với bạn Trinh. Là có, đây là shop Hero và những cái đồ mà Hero đã bày lên kệ. Cái đợt mà Trinh sang thăm lần đầu tiên bên shop Hero, quên từ Trinh cho mọi người coi cái mệt luôn. Có cái mật mộc. Mật mộc à? Mật mộc. Mật mộc cũng xinh mà. Mật mộc cũng xinh mà. Chị năm nay bao nhiêu tuổi? Tới sinh nhật em là em 18. 18 tuổi. Đây là một trong những bạn fan to bự của mình các bạn. Nếu mà ai bảo fan mình toàn trẻ trâu thì ra đây đấm nhau. Trinh nha. Trinh rất có nhu cầu đấm nhau. Hôm nọ thấy đăng video cắp cắt giật giật hai ảnh chụp ảnh gì trông ngầu lắm, kiểu tổng tài bá đạo lắm. Đây. Đâu? Đây. Vip cực vip các bạn nhìn, này. Nhìn thấy chưa? Ôi, mình nhiều cái mình cảm thấy tự hào vãi chúa, tự nhiên mình có một bạn fan lớn đỡ bị bảo là fan gì toàn trẻ trâu. Đây là đồ của shop Hero. Đồ này đã gọi là được lên kệ đầy đủ. Đợt trước bạn Trinh sang là đợt đấy em sang thì những cái shop vẫn còn lanh tịch bành đúng không? Em sang là cái nhà không ra cái nhà. Cái nhà nó không ra cái nhà. Ok. Đợt đó thì bạn Trinh sang là cái nhà nó vẫn chưa ra cái nhà thiệt bởi vì hôm bữa là mình mới dọn sang bên này thì hiện tại đang ở đang có gọi là gì ta, đang có rất nhiều những cái đồ vật đang được lên kệ ở đây. Thì anh sẽ gọi là có một món quà cho bạn Trinh, một món quà xem là từ anh nghĩ là xem anh sẽ xem cái gì nó phù hợp nhất. Lắp Lego, em có thích lắp Lego không? Hả? Thích không? Cũng được. À, nếu mà em thích lắp Lego đúng không? Nhưng mà anh chỉ sợ là lắp Lego xong em lỡ em rơi cái nó bể cái là thôi em ngồi đây em khóc tiếng là hẳn. Khóc tiếng Hàn Quốc luôn. Thế nào cũng được, miễn quà anh dịch tặng là ok. Thế thì anh sẽ tặng em một cái gì đấy mà em có thể sử dụng được. Anh có thể sử dụng được nó một cách nó gọn gàng một xíu. Ok. Cái này anh định tặng em cái búi bự nhưng mà bạn bác đi bác về bạn di chuyển sẽ rất là mệt nên và anh nghĩ là cái này nó sẽ để trên giường ngủ của em được, em có thể mang đi mang về hoặc cái di chuyển ở khắp mọi nơi cũng như là em đi máy bay em cũng có thể cầm theo được hoặc là em có thể mang đi bất cứ đâu bởi vì nó khá là nhỏ. Đây là gối Hero Team size mini nha bạn, size mini nhìn nó rất là cute. Cái kia thực ra mình cũng thích cái gối to bự của mình các bạn nhưng mà cái gối to bự đấy thì chỉ để ở trên giường thôi chứ mang đi mang không mang đi đâu được, mang đi mang lại nó sẽ rất là khó chịu. Ok, và bên cạnh đấy nữa thì từ từ mình xem là mình còn ta. Dạo này ở đây shop Hero đang có rất nhiều sản phẩm các bạn, sơn quay này. Các cái sản phẩm này nó là sản phẩm figure này. Mình đã bắt đầu thấy shop Hero phát triển những cái dòng sản phẩm figure và mình rất là muốn bán figure bởi vì đơn giản là mình thích figure và mình nghĩ rằng là các bạn cũng thích figure. Figure này thì nó có thể là
nhân vật hoạt hình anime này, các nhân vật game, rất nhiều thứ luôn. Mình nghĩ là mình cũng hay có cái thói quen, các bạn có thể xem phòng của Hero Team là có rất nhiều mấy cái con mô hình nhân vật đấy các bạn được trang trí quanh phòng, thì mình nghĩ là sau mình sẽ yêu cầu shop là tăng cái sản lượng về những cái đồ figure lên, bởi vì mình cũng rất là thích bán cái đồ figure. Ok. Em trông gì? Trông cái con này à? Con này là con gà, con này là mũ mini world. Con này thì em sẽ có thể trang trí được. Nhưng mà không, anh không thích mấy cái, lấy mấy cái đồ trang trí. Anh đang muốn lựa cái gì mà em có phải mặc xài được, em phải mang đi được, chứ không phải là em bỏ một xó thì anh sẽ rơi vào lãng quên mất. Nên anh đang đi ngó xem cái gì mà em có thể đeo được hoặc là mang được không. Em có hay xài ba lô không? Ở Shop Hero hiện tại thì có rất nhiều đồ bạn. Nếu như bạn nào nghĩ là Shop Hero chỉ dùng đồ của Hero Team thì không phải đâu bạn. Hero hiện tại đang bán rất là nhiều đồ, và một trong những cái đồ đấy của chúng mình là có những cái đồ như các dòng sản phẩm ba lô này. Ba lô này có thể dùng cho bạn học sinh cấp 2 và cấp 3 luôn nha. Hiện tại mình còn 5 chiếc rồi thôi. Đây là 5 chiếc duy nhất đúng không? Nhưng mà mẫu là mẫu này. À ok. Rồi ok, 1 2 3 4 5. Em thích màu nào nhất? Sao anh tặng nhiều vậy? Hả? Thì bởi vì mấy lần em qua đây em tặng một nùi quà rồi, thì anh muốn tặng quà cho em thôi. Mà kể cả em không tặng quà thì anh muốn tặng quà cho em, bởi vì em là một trong những bạn gọi là siêu đặc biệt. Siêu đặc biệt thôi. Ừ, anh không tin là trên đời này có đứa tận 18 tuổi vẫn thích xem anh gì. Màu đen đi. Anh cũng nghĩ thế, anh định lấy cho anh màu đen, nhưng mà anh sợ là em sẽ bị hắc ám. Nhưng mà mình thích cái màu đen này nhá các bạn. Cái màu đen này nó nhìn trông đại loại mình thấy nó ngầu ngầu, và mình cũng thấy nó phù hợp với cả Trinh. Em có ba lô mới không? Cái này cái cuối cùng luôn à? Ok, vậy thì anh sẽ lụm cái cuối cùng này nha. Rồi ok. Ok, cộng bill cho anh với cả xem những cái bill nào anh chưa thanh toán nhắn hết vào nhóm của anh nhé. Đây, mình sẽ tặng cho bạn Trinh, nhưng mà nó là chiếc cuối cùng D-Gray, là ba lô thuộc một cái local brand nha bạn, và kết hợp với cả Shop Hero và chúng mình có bán cái ba lô D-Gray này, thì nó mình nhìn thấy nó rất là đẹp và ngầu, và thậm chí nó có các cái mẫu cho nữ này. Mình sẽ tặng Trinh. Trinh sẽ thử đeo xem cái style của Trinh nó sẽ như nào. Cái ba lô này thì nó không phải một cái ba lô có quá bự, thì nó cũng không được phải là cái dạng gọi là đựng được quá nhiều đồ đâu các bạn. Nó sẽ đựng được giới hạn đồ thôi chứ không phải là quá nhiều đồ. Rồi ok. Trông trông cũng giống học sinh cấp 3 đó. Thực ra là các bạn đem đi học thì nó sẽ mình nghĩ là sẽ khá là ngầu, bởi vì ngày xưa mình đi học các bạn, mình thích đeo những cái dạng ba lô mà nó có nhiều ngăn một xíu, bởi vì mình có rất là nhiều đồ. Nhưng ba lô ngày xưa của mình đi học mình nhớ là nó có khoảng 4 ngăn thôi, chỉ khoảng 4 ngăn thôi. Nó còn cái thiết kế của cái túi, không phải mình bán xong mình khen để mình PR đâu bạn, mà nếu mà mình ở cấp 3 mà mình đi học mà mình có cái ba lô này thì mình sẽ rất là thích. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái túi này mình không biết là nó có trong suốt không. Nếu mà nó trong suốt thì rất là tuyệt, bởi vì chúng ta có thể để hình ảnh idol ở đây các bạn. Ui, cái này túi này không trong suốt rồi, túi này chúng ta không để được. Ngày xưa mình có mấy cái ảnh của mấy ca sĩ mình rất là thích, mình rất là muốn có một chỗ nào đấy để nhét để treo vào các bạn. Đây là mấy cái ngăn bé chúng ta có thể để đồ được, để tùm lum đồ ở đây được. Ngay bên trái, ngay bên phải đều có túi nha. Nhưng mà nói chung là quảng cáo thế thôi, chứ đây là chiếc cuối cùng rồi. Có muốn mua không có đâu. Ok, rồi. Rồi, bây giờ sẽ dẫn Trinh lên chơi nha bạn. Đây là chiếc túi của Trinh. Hệ tư tưởng Cinnamon, made by mèo xi măng. Trông cũng ngầu. Em có quà cho anh mà. Hả? Em có quà cho anh đó. Cái gì? Đây, hái dâu. Hái dâu? Hái dâu? Là mình bứt ra mình tặng luôn hả? Anh mở ra xem. Sợ có 50 ngàn. Lì xí. Tôi được lì xì bạn ơi, tôi gần 30 tuổi tôi vẫn được lì xì mọi người. Đây là một con này có Cinnamon hay là nó có gì đấy? Mặt nó y chang Cinnamon bạn, mặt nó y chang con sau lưng này, nhìn không? Thấy không? Nhìn nào, con bé, đây con to này, đây con bé này. Nó y hệt giống kiểu phiên bản là hai anh em luôn bạn. Rất là ngầu, ok, anh cảm ơn em. Mình sẽ cho con này nó ôm 50 ngàn của Trinh. Rồi, get go, bây giờ chúng ta đã tham quan xong Shop Hero rồi. Bây giờ sẽ dẫn Trinh lên phòng em Vịt chơi. Tại lần trước là Trinh sang là cái nhà mình nó vẫn đập lanh tanh bành các bạn. Nó đập tùm lum mì xèo luôn. Và lần này thì nó đỡ hơn một xíu. Dưới này thì hiện tại đang hơi bừa một xíu các bạn, là được vừa rồi là mình vừa mới dọn shop xong và vừa mới lên đồ trên shop, nên là dưới này đồ vẫn đang để hơi ngổn ngang, nhưng mà sau sẽ dẹp. Hôm nay thì Trinh đã đi từ, không phải từ Côn Đảo về nữa, mà lần này là từ gì? Nha Trang. Năm này Nha Trang, nhưng mà trước đấy là em đi từ đâu về đây? Em đi từ Đắk Nông về. Đắk Nông. Em còn làm ở Đắk Nông? Dạ còn, em đang thu xếp việc, em nghĩ lại em gom đồ về Sài Gòn. Là định thôi ở Đắk Nông à? Dạ đúng rồi. Mà làm ở đấy được bao lâu? Em làm một thời gian xong em nghỉ, xong rồi em vô anh, xong rồi em lại ra. Là thế được có một tháng, hai tháng gì đó. Dạ đúng rồi, em ra xong rồi em lại chuẩn bị nghỉ. Nói chung là nếu mà tính thời gian làm ở đó thì cũng một năm mấy hơn rồi. Ban đầu mình biết thanh niên Trinh này ở trên TikTok các bạn ạ. Mình đang ngồi livestream thì thấy bạn ý nhảy dâu. Thì mình biết xong rồi bà kêu là bà coi mình từ lâu lắm rồi. Thì mình bảo lâu là hồi nào là hồi mình bắn Free Fire. Thế là mình bảo Trinh là ok, thế là mình kết bạn Facebook với bạn ý. Và bạn ý mình nghe câu chuyện của Trinh cũng như là mình nghe về cái công việc của Trinh, thì mình cảm thấy mình rất là phục bạn ý luôn á. Bởi vì từ cái tuổi mà Trinh 17, 16, 17 Trinh đã đi làm và đã có rất là nhiều những cái thứ nó diễn ra trong cuộc đời bạn ấy rồi. Mà mình đến tận bản thân mình là một con trai các bạn, nhưng mà phải đến tận năm 17, 18 tuổi, 18 tuổi trở ra mình mới bắt đầu sự nghiệp và công việc của mình các bạn. Bắt đầu rất là muộn luôn và Trinh đã phải đi làm từ rất là sớm. Nên là mình rất là thương bạn ấy. Ok. Rồi.
Còn anh Vịt thì vẫn thế thôi, không có gì fantastic lắm cả. Sao cái đống quà này. Rồi bây giờ mình sẽ cho con gọi là con thỏ của bạn Trinh lên trên này để ngồi cùng với cả, gia nhập cùng với cả binh đoàn này luôn. Đây, cái con này nếu mà để nguyên ở trên này thì nó sẽ cháy dâu các bạn, nên chúng ta sẽ phải khui nó ra, bóc nó ra. Rồi ok, sau đó mình sẽ nhét lên trên này. Mình sẽ mừng tuổi cho bạn Trinh nhé, chúc em năm mới vui vẻ, đi xì. Già rồi vẫn được đi xì. Em già gì yên tâm, anh già anh còn được đi xì, chứ còn em sao già được. Thì ăn rất nhiều. Cái phòng của mình thì đợt trước Trinh sang nó trông nó cũng như thế này các bạn ạ, nhưng mà có vẻ là trông nó sẽ ít đồ hơn một xíu. Còn bây giờ thì mình bắt đầu nhiều đồ lên, bởi vì mình bắt đầu để tùm lum đồ trên các cái ngăn tủ, cũng như là mình bắt đầu sinh hoạt và sống ở làm và làm việc ở đây, nên là số lượng đồ mình nó đang bắt đầu có xu hướng là gia tăng rồi. Ngày hôm nay thì Trinh đến thăm Hero Team là lần thứ hai, và lần trước thì Trinh cũng đã đến đây một lần rồi, nhưng mà lần này thì Trinh thấy có khác gì không theo cảm nhận của riêng em, trừ cái shop ra đi. Cái shop thì mình vừa coi rồi, em thấy nó có khác gì không? Trước qua thì chỗ này chưa trang trí xong, ở sau lưng thì chưa trang trí xong. Là vẫn ngày trước ở cái chỗ này lúc mà Trinh qua là nó vẫn đang ném, hình như là nó đang để ở dưới đất. Và vẫn chưa có mấy cái kiểu setup full này, và hình như là đợt đấy vẫn có cái giá sắt sắt như kiểu của cái đèn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đấy thì cái đèn đấy bây giờ anh quăng xuống dưới shop rồi, nó ở đèn trần mà lúc nãy em từ dưới shop nó ở trên đầu em. Hiện tại thì cái phòng này cũng đã xong, phòng bên này cũng đã xong, shop cũng đã xong và công ty cũng đã xong, thì hiện tại là gần như là full rồi, gần như khá là full rồi, và thấy anh thấy là ok. Em có biết chơi pizza không? Có hơi một chút. Một chút á? Ở bên công ty mình có một bàn pizza, mình không biết là mình có nên rủ Trinh sang đấy chơi pizza không ạ? Tí nữa thì chúng ta sẽ sang bên công ty chơi thử pizza ở bên công ty nhá. Và Trinh vì bạn ấy lớn rồi nên bạn ấy sẽ là người đầu tiên mình rủ chơi pizza, chơi một cái trò chơi gọi là giải trí trong công ty Hero Media. Hôm nay thì có một cái tin buồn dành cho Trinh, đấy chính là Shin và Kai hiện tại đang ở bên Hàn Quốc rồi. Nên là ngày hôm nay có lẽ đến là chỉ có hỡi hai mình nói chuyện thôi. Thế ra có thêm chị Camui lùn ở trên kia nữa. Hình như nếu anh không nhầm thì có cả Phong và Sam nữa. Nhưng mà đại loại là ngày hôm nay thì mọi người đang chạy tán loạn đó, vẫn chưa ăn Tết xong đó. Ừ, đại loại là như vậy đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ ngồi nói chuyện với Trinh một lúc nha bạn, xong rồi tí nữa sẽ dẫn Trinh sang bên kia chơi. Bây giờ mình sẽ dẫn bạn Trinh đi ăn nha mọi người, bởi vì buổi trưa rồi, từ sáng giờ là mình cũng chưa ăn gì các bạn ạ. Mà mình cũng định gọi là mình sẽ làm một lúc mình đi ăn thì có báo đến nhà, nên là mình sẽ phải gọi là mình đi ăn trước, không thì mình sẽ đói chết mất. Vậy mình sẽ dẫn Trinh đi ăn. Và có lẽ là trong cái vlog này thì mình sẽ quay cho bạn xem cái khung cảnh của quán cà phê nhé. Để những bạn nào mà muốn đến Shop Hero, địa chỉ ở 39 đường 37, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn có thể yên tâm là sẽ có một tiệm cà phê. Nếu như mà ba má mình dẫn mình đi để mua đồ á, thì các bạn có thể yên tâm là ba má có thể có chỗ bên đó để có thể ngồi nghỉ ngơi trong quá trình mà mình đang lựa đồ hoặc là vui chơi bên Shop Hero nha. Thì hôm nay mình sẽ tiện thể mình đưa Trinh đi ăn, thì mình sẽ review cái quán đấy và cũng như cho bạn xem qua cái quán đấy nha. Ok bạn ơi, và bây giờ mình sẽ đưa bạn Trinh đi ăn nha. Buổi trưa mình rất là đói rồi, từ sáng rồi mình chưa ăn gì, nhưng mà tự nhiên con báo qua nhà nên mình phải đưa bạn đi ăn cùng với mình luôn, bởi vì là không ăn thì không quay clip được. Đang quay clip nhưng mà ăn uống quan trọng hơn. Đi ăn. Ok bạn ơi, và bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng ăn trưa với mình, vì mình đang quay thì mình đói quá nên mình dẫn Trinh đi ăn nha bạn. Và đây là cái tiệm lần đầu tiên mình ăn luôn, nó gần nhà mình các bạn, nhưng mà chưa bao giờ mình ăn. Đây là món mì quảng. Đó, mì quảng gà. Thì như bạn nào đã từng đã gọi là biết đến món này thì các bạn nhớ comment cho mình biết nhé. Rồi, còn bên này là có tô phở của Sơn. Đấy, Sơn thì Sơn thích ăn phở nên mua phở mang qua quán mì quảng ngồi ăn nó mới ngầu các bạn. Đó, còn mình với Trinh thì sẽ ăn mì quảng. Đây là thịt gà ta. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đã ăn xong rồi bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tiết mục gọi là chọt pizza. Không biết là mình hình như mình có khoe ở trong cái vlog review công ty Hero Media đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cho Trinh là người đầu tiên đấy bạn. Trinh sẽ là người đầu tiên được trải nghiệm cái cảm giác là sẽ gọi là solo queue ở trên cái bàn pizza của Hero Media. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hướng dẫn Trinh trở thành một gọi là tuyển thủ nghiệp dư. Không biết là Trinh đã chơi này bao giờ chưa? Đây. Bây giờ Trinh sẽ đeo cái này vô. Hôm nay mình sẽ quay một cái vlog mà có... Thực ra lúc nào mình phải nghĩ đến việc là quay vlog mà có gì đặc biệt hơn các vlog trước các bạn. Và hôm nay thì mình nghĩ ra cái điều đặc biệt rồi. Đấy là mình sẽ mời Trinh bắn pizza cùng với mình. Và các bạn sẽ thấy cơ thủ Mr. Nhật bắn những cái màn bắn pizza siêu đỉnh, mù mắt. Trên này chúng ta sẽ có từng này bi. Và bây giờ mình sẽ xếp bi và chúng ta sẽ cần một cái công cụ. Nó có sẵn luôn các bạn. Khi mà mình mua cái bàn pizza này cho công ty thì nó có sẵn luôn này. Cái này. Đó, chúng ta nhét nó vô đây. Đó, ở trong Hero Media thì có một cái bàn pizza và có full kit luôn các bạn. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã có xong thì chúng ta sẽ cầm cái pin này mình đặt ở kia. Mình nhìn bạn Trinh là mình thấy là cũng hơi rén á. Không có người nào mà không biết đánh mà bôi lơ các kiểu. Đây là gọi là cái lơ nha các bạn. Khi mà chúng ta bôi lên đầu này nó sẽ giúp cho cái đầu này nó có độ gọi là trơn hơn, nó không bị bám dính và nó không bị đánh chật bi các bạn. Đó, nó sẽ đi xem đánh pizza nhỉ. À đi coi đúng không? Rồi đi coi.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ dùng một cây gậy, mà cây gậy này người ta gọi là cây gậy mình cũng không biết nữa, nhưng họ gọi là cây gậy phá bi. Rồi, thế để cho Trinh phá bi bằng cây gậy này đi. Rồi, let's go. Em phá bi à? Đúng rồi, em cứ đánh bừa đi, anh cũng đâu biết đánh đâu. Anh không biết đánh luôn á. Cho chỗ. Rồi, và khi chúng ta bắn thì chúng ta sẽ dùng cây này. Rồi, chúng ta sẽ cất cái cây phá bi này đi nhá. Bi mình sẽ có điểm, bi thì sẽ đến phiên của anh và bi anh sẽ đánh và anh chọn. Tức là nếu mà viên nào xuống lỗ trước, ví dụ đây người ta gọi là bi trơn. Em biết. Em biết này, cái này em biết mà. Còn đây là bi sọc này. Thì bây giờ mình sẽ chọn nha, xem là chúng ta đánh bên nào nha. Ok, mình sẽ thử đánh viên bi này các bạn. Không vô. Đầu bên sẽ đến là Trinh. Khoan. Cái đó là được đặt tự do. Đúng rồi, đây là tự do. Yeah, luôn rồi, luôn. Ok, rồi anh sẽ đánh bi trơn. No. Rồi xong. Không, đến lượt em thôi. Thì anh bắn đi sọc của em bơ lỗ, coi như em lời trái anh bắn đúng. Yeah. Sọc à? Sao anh toàn ăn dùng chân đấy? Ờ, em được hưởng. Anh ăn dùng em hai trái luôn đấy. Không dùng nữa là chịu nè. Nó cứ như thế này ta. Ô, rùa. Gọi luôn. Ok. Mày thế. Nó rớt xuống là không tính luôn đó. Ok. Ok, và bây giờ thì mình cùng với cả bạn Trinh cũng đã hoàn thiện xong gọi là một màn đánh bi ra rồi. Và đây là lần đầu tiên trên vlog của mình có một bạn fan đến với công ty Hero Media và được chơi thử bộ bàn bi ra của mình nha. Nếu như bạn nào muốn ngắm bàn bi ra này thì có thể đến với địa chỉ 39 đường số 37 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì bàn bi ra này ở ngay bên cạnh Shop Hero nha bạn ơi. Còn bây giờ thì có lẽ là mình sẽ tiễn Trinh về và sẽ hẹn gặp Trinh vào một buổi khác. Hy vọng là lần sau Trinh quay trở lại đây thì sẽ VIP Pro hơn nha bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau nha. Bye bye Trinh.